quý vị, chúng ta vừa trải qua những giây phút rất là mãnh liệt trong tình yêu đúng không ạ? Nhưng mà trong tình yêu thì không chỉ có những cái sự lãng mạn và mãnh liệt đó, mà đôi khi nó còn có những cái sự đau khổ nữa. Và đây cũng là ca khúc mà tôi muốn giới thiệu tới quý vị. Ca khúc mang tên là, tác phẩm mang tên là Trái Tim Phụ Bạc. Thì tác phẩm này được biết đến đầu tiên với cái tên là Catherine. Thì không biết quý vị nghe có quen không, nhưng mà chữ Catherine nó là một dạng thương ngữ rút ngắn cho chữ Katharina, là tên của một người phụ nữ. Mà quý vị biết đó, người ta vẫn hay đùa là đàn bà nghĩ gì đâu đúng không ạ? Thì trong trường hợp này, cái khúc này nó lại vô tình, cái câu nói này nó lại vô tình nó đúng. Thì bài hát của nhà soạn nhạc người Mỹ, với phần lời là một lời trách móc dành cho người yêu của cô gái tên là Katharina. Người trách móc là sao cô gái đã thiếu suy nghĩ và nhẫn tâm từ chối tình yêu thủy chung của anh dành cho cô. Anh cầu xin cô là đừng quên rằng anh đã trao cho cô trái tim của mình và tâm hồn anh đang rất là đau khổ. Và kết thúc là anh ấy nói rằng anh ấy đã thú nhận tình cảm của mình với một vị linh mục mà người đã khuyên anh lại bỏ qua anh đi. Và bên cạnh đó, chúng ta sẽ đến với một trạng thái khác của tình yêu, thưa quý vị. Trong cuộc sống, chắc hẳn bất cứ một ai cũng sẽ có những giây phút hay những khoảnh khắc chúng ta say mê hay chết mệt một người nào đó. Và ở thời điểm mà ngày đêm chúng ta sẽ bị đảo lộn và giấc ngủ bị đánh cắp, thì tác phẩm Maria Mary là một lời tỏ tình lãng mạn, lời giải bày tình cảm với cô gái có tên là Maria. Ôi Maria, hỡi Maria, bao nhiêu giấc ngủ tôi đã mất cho em, hãy để tôi được ngủ một chút trong vòng tay của em. Ôi Maria, hỡi Maria, bao nhiêu giấc ngủ tôi đã mất cho em, và hãy để tôi được ngủ. Ôi Maria, hỡi Maria. Và sau đây chúng ta sẽ đến với hai cung bậc cảm xúc trái ngược nhau trong tình yêu, với hai tác phẩm Trái Tim Phụ Bạc của Salvatore Cardillo và Maria Mary của giọng tenor kim diễn viên màn bạc Mario Lanza, với phần trình bày của tenor Nguyễn Đặng Anh Khoa và phần đệm của nghệ sĩ piano